Hello, xin chào bà con ông. Nay con Tura 1000 đã dọn xong nha. Nay test luôn cho anh em tham khảo nha. Này thông số của nó đây. Tura TSL 650. Này 420 1000 nha. Này dài 2m2, trong tâm 1m. Ăn gian nó được 1m5 1m1. Lỗ 52, qua hầu 620, qua băng 420, qua dao 250, mâm cặp 190, chấu trái phải đủ, điện 3 pha 308. Này hàng được ngang xài rồi nha, anh lấy công ty nhưng mà vẫn còn chất còn êm, ok nha. Này hệ này không sắp nhông nè, hệ mát có sắp nhông, có thay chế A thôi nè. 30 35 60, coi như là thay hai trái thôi, bên này còn thiếu một trái 50, anh em về kiếm nhau nha, hoặc là em sẽ cho số điện thoại làm nha, có sẵn trong có sẵn là dư hai trái rồi, 30 35 rồi nè, 30 35 60. Bạn bè thì xước nhẹ còn rất là ok, mâm là đẹp này, có tay xước chấu, tay xước dao nha, có đầu trung tâm luôn nè, đầu trung tâm trên sẵn của nó luôn. Rồi test luôn đi, này vẫn xài nút nhấn này nè, còn hắn chân luôn, nó tiền tự động luôn, tự động đằng sau này cái này dễ xài nha, tự động đằng sau gạt xuống rồi, tự động bên dưới kéo ra, tự động mình trên không chỉ còn số ở giữa mới dập răng nha, gạt qua răng thôi chưa giữa, tay gạt giữa. Nhớ cái này là phải nằm giữa nha, cái me cho chạy nè, gạt vô đó, cái này nó ba ngứt nha, cái này có nè, ba ngứt nè, em nhìn theo đó nha, răng ok, trên kia là tắt tốc độ số này, chuẩn bị lên con máy 550 nè, 2.7 à, điện ba pha xài thắng luôn, 1.6 nhanh này, cắt tóc êm hết nha, nhanh nhất 1700 đó, 1700 á, 445 này, các cấp dưới cũng vẫn còn nha, cấp dưới vẫn còn luôn nha, số là trong là đủ số hết nha, anh em xài một tóc là đủ rồi, không cần phải xài hai tóc nữa. 856 515 bình thường máy máy này là tóc, hai tóc ở dưới là không có xài được nha, đây còn đầy đủ luôn. Tóc đủ số, thường cái cây này nó hay bỏ tóc, cái này xài 6 tóc rồi, cái này đang 12 tóc luôn nha, 12 tóc đủ luôn nha, này điện có smart, 3 xì nóng 1 smart, đã chiều thắng ngon lành. Thôi anh em có nhu cầu con này có gì cứ alo nha, con này giá 55 triệu luôn nha, anh em chốt nha, hầu rồi gà ngon, chuẩn bị dọn con này, con này đang làm là cái tức me, con này giá rẻ nha, anh em nào có nhu cầu bao dọn chờ cho anh em nha, 27 triệu nha. Anh em còn nhiều máy khác nha, con Takeshiwa khách chốt rồi nha, còn nhiều máy khác,
còn Kawasaki này, còn mấy khoan một lô nha, anh em nào làm thì có gì alo.